Rồi, chào toàn thể quý vị, các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị một con đầu Denon DCD800NE. Con này thì nó thuộc dòng mới sản xuất nha quý vị. Thì do công ty Anh Duy phân phối và Bảo Châu là đại lý bán hàng. Đấy, con này thì nó còn bảo hành của hãng luôn quý vị. Và đô la KLH 17, ha, đô la này đẹp xuất sắc 100%, nguyên bản mộc luôn quý vị, không giảm tuốt, không sơn phớt gì hết quý vị. Lát em quay luôn ha, đang ghép với con Pioneer ở đài 90. Thì bây giờ em sẽ test chất âm, test hoạt động của con Denon này. Con Denon này nó có luôn cả chức năng đọc USB ha. Chúng ta sẽ thay đổi nó bằng cái nút short này ha. Trên remote nó cũng có cái nút short luôn ha quý vị. Nè, chúng ta bấm thay đổi là USB hay là CD đây ha. Con này thì nó nguyên thùng xốp như vậy đó quý vị, để phần mềm, sách hướng dẫn sử dụng rồi các kiểu là nó. Nói chung con này thì nó như mới thôi quý vị ha. Những cái con đầu này thật sự thì xài mới có 5-10 tháng thì nó không có nghĩa lý gì hết. Tại vì mấy cái đầu đài nông người ta xài mấy chục năm mà chúng ta xài vẫn bình thường. Bởi vì thùng xốp bọc mút đầy đủ hết trơn luôn quý vị. Con này thì quý vị mua sẽ rẻ hơn ngoài thị trường được vài triệu. Ngoài thị trường đang bán con này là 11 triệu. Thì anh Duy với Bảo Châu cũng đang bán 11 triệu ha. Con này thì em cũng chia sẻ đến quý vị với mức giá là 7 triệu 900 ngàn đồng thôi quý vị. 7 triệu 900 ngàn đồng. Có chức năng đọc USB và hát DCD rất là hay ha. Rồi bây giờ em sẽ cho nó đọc quý vị. Đọc CD trước ha. Mấy con này thì mắc mũi không phải nghĩ rồi, vì vì nó quá mới rồi, xài có vài tháng thì con mắt nó không có nhầm gì hết. Mắt này phải xài và mấy chục năm như mấy con đầu kia mới thì nó mới mấy chục năm mà còn chưa sao nữa quý vị, chứ không phải là mấy chục năm hư. Nhiều khi do sẵn thì em test mắt luôn quý vị, nó mới thì mới nhưng mà em cũng sẽ test cho quý vị. Mắt đọc nhanh nhạy ha. Test cho quý vị luôn. Xin cho bốn mùa. Rồi bây giờ em sẽ chuyển chuyển sang USB ha. Chuyển sang USB. Bấm này. Này nhạc đầu cối ha, USB em thu nhạc đầu cối. Rồi khi nào muốn chuyển CD thì chúng ta chỉ cần bấm cái nút short này thôi ha. Nó quay lại CD. Đấy, chúng ta chỉ cần bấm play thì nó sử dụng rất là tiện lợi quý vị.
đây chuyển bài bấm số đây ha, đó chúng ta bấm số 9, chúng ta sẽ qua số 9. Đấy, để mắt đọc rất là tốt nha các vị. Rồi em sẽ quay phía sau. Con này thì nó như mới thôi quý vị. Thật sự thì cái tình trạng nó cũng em cũng không có cần phải cái nhiều ha quý vị. Thật sự thì như mới thôi. Đây quý vị, như mới thôi quý vị ha. Không cần phải suy nghĩ. Đây, nguyên tem hết đây. Đây bảo hành là 2021 tháng 1 ha, bảo hành tháng, nghĩa là còn bảo hành mấy tháng nữa quý vị. Đi như tôi tình. Bảo hành 1 năm ha, mua vào tháng 1 2021. Nói chung thì nó như mới thôi quý vị, không cần phải suy nghĩ đâu ha. Nó có đường ra optical của Sun đầy đủ hết. Mang những con đầu này chất âm cũng rất là hay. Mai về sau thì tiếp tục em sẽ giới thiệu đến quý vị đôi KLH-17 nha. Quý vị thấy ha, góc cạnh này quý vị, nguyên bản mộc nha quý vị.